Tổng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ các thông tin hữu ích về những luật hiện hành, những thay đổi về các luật trong cuộc sống, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Pháp luật và cuộc sống phát hình vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ PM giờ Arizona trên channel Vietnews USA với Thuy Ngọc, chuyên viên kế toán và tài chính thuế vụ tại Arizona. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Pháp luật và đời sống, nhằm chia sẻ các thông tin hữu ích về những luật hiện hành, những thay đổi về các luật trong cuộc sống. Mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Pháp luật và đời sống phát hình vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ PM giờ Arizona trên channel Vietnews USA với Thuy Ngọc, chuyên viên kế toán và tài chính thuế vụ tại Arizona. Tôi muốn chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại đến với chương trình Pháp luật và đời sống, và một chương trình mà chúng ta thấy rằng rất là giúp ích cho tất cả quý vị đồng hương của chúng ta, những người Việt đang sống tại Hoa Kỳ, với những cái thông tin chúng ta cần biết trong cuộc sống để chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn, không có bị nhức đầu khi tới mùa khai thuế hay là tới những cái mùa mà chúng ta phải thay đổi về cái những cái thông tin về bảo hiểm này kia. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình và chào Thuy Ngọc đã đến trong chương trình để chia sẻ những thông tin. Dạ thưa anh, và mến chào anh Trọng Phúc cũng như là mến chào tất cả quý vị. Dạ, và thưa quý vị, trong cái chương trình trước thì chúng ta đã nói về Medicare. Ngày hôm nay chúng ta đến với cái chương trình Obamacare, một cái chương trình mà chúng ta cũng thấy rằng nó giúp ích cho những người mà có cái income thấp, những người mà không đạt đủ cái điều kiện để mà có được cái Medicare. Thì Thuy Ngọc có thể cho biết cái Obamacare năm nay có những cái điểm gì đặc biệt chúng ta cần phải nắm biết để chúng ta không có bị gọi là trễ thông tin? Dạ thưa anh, thì sức khỏe nó rất là quan trọng, nhất là sau cái mùa COVID. Thì đó là tại sao chúng tôi cứ phải nói về những cái chương trình Medicare, Obamacare, là tại vì những cái ngày mà quý vị cần lưu ý để mà ghi danh. Tại vì nhiều khi mà quý vị liên lạc với văn phòng hay nói là vì tôi không biết cái ngày đăng ký là cái ngày nào, vì nếu mà mình không đăng ký trong cái ngày họ mở ra thì sau đó mình sẽ không được đăng ký. Nên là hôm nay mình sẽ đưa đến cái chương trình Obamacare. Thật sự cái chương trình Obamacare thì nhiều người họ gọi cái chương trình Obamacare là vì do cựu tổng thống Obama. Dạ thưa vâng, chứ thật sự cái website mà trên trang mạng của chính phủ nó là healthcare.gov. Hoặc là nhiều người ta gọi là cái chương trình Marketplace, nhưng mà mình cứ hay dùng Obamacare vì nó dễ nhớ, là vì do ông đề xướng cái chương trình này thôi. Dạ, yeah, giống như là một cái nickname. Dạ, thưa vâng. Còn trên cái giấy tờ thì nó gọi là Marketplace. Dạ. Là healthcare.gov. healthcare.gov. Và như vậy thì trong cái Obamacare này đó thì là dành cho những người không có đủ tiêu chuẩn của Medicare, cũng như là cái income thấp mà có thể là không có mua được những cái Medicare. Thì những cái tiêu chuẩn như thế nào gọi là income thấp hoặc là không đủ tiêu chuẩn để có thể sử dụng cái Obamacare? Dạ thưa anh, thì nếu mà quý vị nào mà không có được Medicare, tức là nếu mà quý vị nào trên 65 tuổi mà chưa làm trên 10 năm, chưa đủ 40 điểm, thì những quý vị đó sẽ không có được Medicare.
thì quý vị có thể dùng cái chương trình Obamacare, hoặc là một số quý vị nào đi làm những cái cơ sở thương mại mà chủ không có cái bảo hiểm sức khỏe, nhất là cộng đồng Việt Nam của mình thì có ngành nghề nhà hàng hoặc là nails, thì đa số cái nhu cầu của cái bảo hiểm sức khỏe nó rất là lớn. Thành ra quý vị có thể đăng ký để mà có được cái bảo hiểm sức khỏe. Tùy theo cái thu nhập của quý vị, có những quý vị nào mà có quốc tịch mà thu nhập thấp thì quý vị cũng có thể xin cái bảo hiểm sức khỏe miễn phí trong cái tiểu bang của quý vị. Thì tiểu bang Arizona nó có chương trình là Access. Thì thường những cái chương trình mà bảo hiểm sức khỏe do liên bang và tiểu bang tài trợ cho những người cái thu nhập thấp á, thì nó gọi là Medicaid. Nhưng mà ở Arizona thì mình hay gọi là Access. Thì đó là chương trình của Arizona, nhưng mà đa số tất cả những tiểu bang sẽ có cái chương trình Medicaid dành cho những cái quý vị nào mà có thu nhập rất là thấp. Và cái Arizona thì mình tính theo cái thu nhập thấp của liên bang, nên Thùy Ngọc có thể chia sẻ cái thu nhập nào gọi là thu nhập thấp. Nó sẽ không áp dụng cho tất cả những tiểu bang, thì là quý vị muốn biết ở tiểu bang của quý vị thì quý vị phải tìm hiểu ở tiểu bang đó. Thì với Arizona và với cái federal thì thu nhập nếu mà cho một người độc thân, cái này là mỗi năm nó sẽ thay đổi nha quý vị, thành ra cái số tiền này là cho năm 2022. Nếu mà quý vị nào một người mà cái mức thu nhập dưới 18.084 đồng, có nghĩa là dưới 1.507 đồng một tháng, là coi như là mình có thể xin Medicaid. Nhưng mà nếu mà muốn được cái bảo hiểm sức khỏe mà vừa đi bác sĩ vừa đi bệnh viện đó, thì với tiểu bang Arizona thì mình phải có quốc tịch. Nếu mà quý vị nào mà là thường trú nhân, tức là chỉ có thẻ xanh thôi, thì nếu mà quý vị xin thì chỉ được cái bệnh viện thôi, tức là cái emergency thôi, sẽ không được đi bác sĩ. Thì nếu mà quý vị thấy có nhu cầu mà cần đi bác sĩ bệnh viện luôn, thì quý vị có thể là mua cái bảo hiểm Obamacare. Thì income quý vị thấp mà quý vị không đủ tiêu chuẩn qua Access thì mình vẫn có quyền mua cái Obamacare. Obamacare là vì mình trả tiền và chính phủ hỗ trợ là cái thu nhập của mình thấp. Mỗi người, mỗi một người trong cái gia đình của quý vị thì cộng thêm 524 đồng thôi. Thì nếu mà quý vị nào gia đình hai người thì cái thu nhập thấp dưới 2.030 đồng một tháng thì quý vị coi như là quý vị nằm trong cái chương trình nghèo và sẽ được hỗ trợ bởi Medicaid. Trên cái mức đó thì là quý vị phải qua chương trình Obamacare thôi ạ. Và như vậy thì cái chương trình của Medicaid hoặc là Access và với cái chương trình Obamacare thì làm sao mình ước tính từ cái năm ngoái, mình estimate cho năm nay, rồi sau đó cuối năm nó sẽ thay đổi theo cái thông tin. Nếu mà cuối năm mà cái income của mình nó lại vượt trội hơn một tí thì lúc bây giờ nó có bị phạt hay không? Dạ thưa anh, câu hỏi rất là hay. Thì trước hết mình nói cái ngày mở ra để mà đăng ký cho cái chương trình Obamacare. Thì mỗi năm cái ngày đăng ký cho cái chương trình Obamacare mở ra coi như cái open enrollment cho tất cả mọi người có thể đăng ký thay đổi, đó là ngày 1 tây tháng 11 cho tới ngày 15 tây tháng 1 của năm tới. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đợi mà đăng ký trong khoảng ngày 16 tây tháng 12 cho tới ngày 15 tây tháng 1 thì những gì mình thay đổi nó sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 2. Còn nếu mà quý vị thay đổi trong 1 tây tháng 11 cho tới 15 tây tháng 12 thì những gì mình thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tây tháng 1. Nào cái thời gian mình đăng ký, cái đó là mình đăng ký cho năm tới. Ví dụ như mình nói tháng 11 năm nay, năm 2022 này, mình đăng ký cho năm 2023. Một số quý vị hiểu lầm là mình đăng ký như vậy nó sẽ phụ thuộc vào cái thu nhập của năm 2022. Thì cái điều đó không đúng, vì mình đăng ký cho cái năm 23 nên những cái thu nhập của mình nó sẽ áp dụng cho năm 2023.
Thường thì khi mà mình đăng ký, vì mình chưa biết năm 23 cái thu nhập của mình như thế nào, nên chúng tôi hay hỏi là cái thu nhập hiện tại. Nên vì như vậy nên một số quý vị hiểu lầm là cho năm nay, thưa anh, là vì tại vì cái tương lai mình sẽ không biết được, nhưng mà mình cũng phải phỏng đoán à, nếu mà mình giữ cái công việc của mình như vậy, hoặc là năm tới mình có sự thay đổi, thì mình cũng phải tính tới cái những thay đổi để mình phỏng đoán. Tại vì nếu mà quý vị mà phỏng đoán mà nó chênh lệch nhiều quá, thì cho tới năm 24 khi mà quý vị khai thuế năm 23, quý vị sẽ đóng lại những cái tiền đó rất là nhiều. Bị phạt thì sẽ không bị phạt, thưa anh, nhưng mà sẽ đóng lại rất là nhiều. Thì theo kinh nghiệm của Thùy Ngọc, vừa khai thuế vừa giúp Obamacare, thì có những quý vị không có chuẩn bị trước khi khai thuế thì lại phải đóng lại rất là nhiều. Thì vì mình không có tính cái budget của mình không tính được, nên là nó rất là một cái sự ngạc nhiên, và cũng là tiền mình bỏ ra mà mình không plan trước, thì thật sự nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà quý vị đăng ký cho cái chương trình Obamacare, thì quý vị nên hỏi cái người mà đăng ký cho quý vị là nếu mà cái thu nhập của mình như vậy thì mình đóng cái số tiền mỗi tháng là bao nhiêu. Nếu mà cái thu nhập của mình hơn, ví dụ như hơn 10.000, hơn 20.000, hơn 30.000, thì mình phải đóng được bao nhiêu. Tức là mình nên plan ahead, tức là mình nên tính trước, để cho trong năm nếu mà mình có đi làm thêm, hay là mình có những cái thu nhập khác, thì mình biết để mình để dành những cái số tiền đó. Tại vì cuối năm nó sẽ nhân mỗi tháng, nhân cho 12 tháng, nó rất là nặng, thưa quý vị. Như vậy thì nó không phạt, nhưng mà nó sẽ đóng cái tiền mà giống như là cái tiền cao của nó. Dạ thưa vâng, tức là ví dụ như năm 1 tháng 11 đi, mình đăng ký cho năm tới, thì ví dụ như mình đăng ký ở cái thu nhập là 50.000, ví dụ như vậy, thì cái người agent sẽ đưa cho mình cái giá bảo hiểm ở cái thu nhập 50.000. Nhưng mà năm tới, ví dụ như lỡ mình có đi chơi đánh bài, mình có thắng, hoặc là mình mua cổ phiếu mình thắng, hoặc là mình có lấy ra cái số tiền hưu trí của mình, thì tới lúc đó ví dụ như quý vị income lại từ 50 nó thành 100.000, thì nó như thế nào? Thì ví dụ như income 50 tới 100.000, mỗi 10.000 income hơn, mình sẽ đóng lại 100 đồng một tháng. Mà nếu mà mình hơn, ví dụ như hơn tới 50.000, thì mỗi tháng mình lại tốn 500 đồng nhân cho 12 tháng. Nó sẽ ra tới 6.000, thưa vâng. Thì cái số tiền, nếu mà quý vị có tính trước, có plan trước, thì thật sự nó cũng là cái điều tốt. Chứ còn nếu mà mình trong cái budget của mình không có, thì khi mà mình ra thêm 6.000 lúc khai thuế, rồi lỡ mà lúc đó quý vị lại còn nợ thuế nữa, nó cộng thêm nó rất là nhiều. Là một con số tới nó lớn, thành ra nhiều khi mình cảm thấy nó bối rối. Và như vậy thì trong cái phần mà thêm income đột ngột, nếu mà trong cái giữa năm mà mình thấy rằng bỗng nhiên cái mình mua bán bất động sản, ví dụ bán nhà, mình tăng cái income của mình lên, hay là mình chơi stock mình được income. Như vậy khi mà những cái đó là những cái gọi là những cái bất ngờ, thì khi gặp những trường hợp bất ngờ như vậy thì cách giải quyết của mình như thế nào để nó không bất ngờ cuối năm? Dạ thưa, mình có hai cách giải quyết. Một đó là mình gọi người agent của mình để mà mình update cái income, tức là mình nói bây giờ mình có thêm cái thu nhập này, mình muốn đóng trước cái premium, chứ mình không muốn đợi cuối năm để khai thuế mình đóng. Thì mình có thể update cái income, rồi giống như cái trường hợp lúc nãy mình có nói đó, nếu mà ví dụ như quý vị nghĩ là income của mình hơn 50.000 nữa, thì mình có thể đóng trước 500 đồng một tháng, thì mình đóng trước như vậy cuối năm mình nhẹ hơn. Đó là cái giải quyết thứ nhất. Cái giải quyết thứ nhì là có thể là ở thời điểm đó quý vị, vợ hay chồng của quý vị, lỡ mà mình có được cái bảo hiểm trong hãng mà mình có thể vào cái bảo hiểm trong hãng, thì đó là cái cơ hội mình so sánh giá cả. Ví dụ như cái giá mình đang đóng ở cái số tiền này, thì mình có thể xem cái bảo hiểm sức khỏe trong công ty của người vợ hay người chồng của mình. Nếu mà cái số tiền premium nó ít hơn, thì đó là cơ hội quý vị có thể thay đổi. Cái thứ ba thì
mình có thể hủy bỏ cái bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà nếu mà như vậy thì thật sự là mình không có cái bảo hiểm sức khỏe. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái lựa chọn mà quý vị cũng có thể đi cái đường đó. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi trong cái phần này đó là nếu mình hủy cái bảo hiểm sức khỏe thì tiểu bang nó có bắt buộc mình phải có bảo hiểm hay không? Dạ thưa vâng, thì cái liên bang và tiểu bang Arizona họ sẽ không phạt khi mà mình không có bảo hiểm sức khỏe. Nhưng mà với tiểu bang California thì sẽ bị phạt. Thì Ngọc biết một vài tiểu bang nó không bị phạt, thì Arizona là một trong những tiểu bang không bị phạt. Thành ra nếu mà quý vị nào ở một cái tiểu bang nào đó thì liên lạc trong hoặc là xem hỏi cái người agent coi là tiểu bang đó có bị phạt hay không. Nhưng mà federal tức là liên bang đã bỏ cái luật phạt lâu rồi, và Arizona cũng sẽ không bị phạt cả. Như vậy khi mà chúng ta mà mua bảo hiểm, nếu mà chúng ta có income cao đột ngột như vậy thì cái tiền bảo hiểm của chúng ta của mua Obamacare như vậy lại cao hơn nếu mà chúng ta mua trong hãng của vợ chồng. Có thể phải không? Dạ thưa vâng, tùy theo tại vì tùy theo hãng quý vị làm. Những công ty lớn thì họ, mà quý vị biết cái cost của cái bảo hiểm sức khỏe bây giờ rất là cao. Một trong những lý do cái bảo hiểm sức khỏe bây giờ giá nó cao á, là vì tất cả công ty bảo hiểm họ phải cover cho quý vị không có limit, tức là không có limit 1 triệu hay 2 triệu hay như thế nào giống như ngày xưa. Đó là một trong những lý do. Cái lý do thứ nhì nữa là nếu mà quý vị có những cái tình trạng bệnh cũ, nó gọi là pre-existing condition, thì họ không có quyền từ chối mình. Đó là một trong những lý do mà tại sao cái giá, cái cost của cái bảo hiểm sức khỏe nó rất là cao. Một trong những lý do nữa là những người phụ nữ mà có bảo hiểm sức khỏe thì công ty bảo hiểm bắt buộc phải trả luôn cái phần sanh đẻ. Thành ra nó có nhiều, khi mà ông cựu tổng thống Obamacare ông ra những cái Affordable Healthcare Act này, nó có những cái luật lệ trong đó mà công ty bảo hiểm phải trả, nên là cái giá của bảo hiểm nó hơi cao. Nên quý vị phải coi lại là trong công ty của quý vị, những công ty lớn thì vì họ có cái điều kiện nên họ sẽ mua được cho quý vị những cái bảo hiểm rất là tốt, và cái tiền họ bỏ ra họ đóng cho quý vị cũng rất là nhiều. Nên mình phải so sánh coi là cái bảo hiểm trong công ty của mình, cái giá của mình mua rẻ hơn hay là bên cái Obamacare. Dạ, nghĩa là bởi vì trong cái hãng sữa của mình đó, nó có thể nó rẻ hơn bởi vì hãng sữa của mình họ cũng đã hỗ trợ một phần trong cái phần chi phí của mình, thành ra mình chỉ mua, mình chỉ trả cái phần của mình thôi. Còn hãng thì nó sẽ trả thêm cái phần đó, thành ra nó mới giúp cho mình có thể rẻ hơn. Thì là đôi khi Obamacare nhưng mà lại mắc hơn khi mà chúng ta mua của hãng, thành ra chúng ta có sự so sánh trước khi chúng ta có quyết định. Nhưng mà sẵn anh đang nói cái vấn đề hãng, thì thật ra nếu mà cái thu nhập, nếu mà trong công ty của quý vị mà có cái bảo hiểm sức khỏe mà cái thu nhập của quý vị đủ thì quý vị sẽ không được vô Obamacare. Đó là một trong những cái ngoại trừ trong hãng của vị không có cái bảo hiểm sức khỏe, hoặc là cái thu nhập của mình quá thấp, mình không có khả năng mua ở trong hãng, thì mình mới có sự lựa chọn của Obamacare. Cho nên khi nếu mà quý vị mà đã bỗng nhiên cái income lên cao thì lúc bây giờ chúng ta mới có ở trong cái trường hợp là chúng ta cái income chúng ta nó nhiều hơn thì chúng ta bắt đầu mới tính về cái phần kia. Và như vậy thì với Obamacare thì những cái cách làm việc của Obamacare như thế nào về cái deductible, co-insurance, income này kia, thì chúng ta cách mà chúng ta khi mà chúng ta đi khám bác sĩ đồ này kia thì những cái vấn đề này nó giải quyết như là sao? Dạ thưa anh, thì mỗi năm cái open enrollment đó là cái cơ hội để mà cho quý vị so sánh cái giá mà quý vị đóng hàng tháng. Tại vì mỗi năm tất cả công ty bảo hiểm có công ty lên giá, có công ty xuống giá, thì đó là cái cơ hội để mình so sánh, để mà mình coi nó vừa cái túi tiền của mình hay không. Ngoài cái monthly premium, tức là cái hàng tháng mà quý vị cần phải đóng ra, thì quý vị cũng phải nên so sánh xem lại coi nếu mà mình chọn cái công ty bảo hiểm đó thì lỡ mình có vào nhà thương mổ xẻ thì cái tiền túi mình ra là bao nhiêu. Thì Ngọc sẽ chia sẻ một số cái tiền túi nó như thế nào. Một trong những cái tiền túi đầu tiên của bảo hiểm sức khỏe là cái deductible.
deductible là cái số tiền mình phải ra trước khi công ty bảo hiểm trả. Sau cái deductible thì nó có một phần nữa, nó gọi là cái co-insurance, tức là cái phần mình đóng. Ví dụ như công ty bảo hiểm trả 70%, mình trả 30%, hoặc là công ty bảo hiểm trả 80%, mình trả 20%, công ty bảo hiểm trả 90%, mình trả 10%. Cái đó gọi là co-insurance. Mà những cái term này nó áp dụng với Medicare, Obamacare, hay là nó áp dụng với cái bảo hiểm trong công ty của quý vị, nó cũng có những cái phần này. Thành ra mình nên lưu ý, tức là mình nên lưu ý tới những cái phần, lỡ mình có vào nhà thương mổ xẻ thì cái tiền túi cao nhất mình ra trong một năm là bao nhiêu. Tất cả những công ty bảo hiểm họ có cái limit, tức là ngoài cái deductible cộng cái co-insurance thì mình chỉ ra tiền túi, ví dụ như trong một năm mình chọn cái gói là mình chỉ ra tiền túi ví dụ như 5.000, 6.000, ví dụ như vậy, thì mình biết được cái tiền túi của mình ra để mà mình để ý, để mà mình để dành, để lỡ mà mình có chuyện gì mình có được cái những cái tiền đó, nó sẽ không phải là cái sự ngạc nhiên vậy thôi. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business card, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp, đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Pháp luật và đời sống sẽ tiếp tục mỗi thứ tư hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ PM giờ Arizona. Mọi đóng góp ý kiến hay thắc mắc, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email info.vietnewsusa@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên lạc và trả lời trong thời gian sớm nhất. Và bây giờ, Đạo Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.